Bưởi rất tốt nhưng có thể biến thành độc dược nếu ăn theo cách sau đây. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, những múi bưởi căng tròn, mọng nước đã trở thành thứ quả quá quen thuộc, không thể thiếu trong thực đơn ăn uống của mọi gia đình phải không ạ? Đặc biệt là bưởi rất thích hợp ăn vào mùa đông hanh khô như hiện nay. Do trong trái bưởi có rất nhiều chất kali rất phong phú, cho nên đây là loại cây trị liệu lý tưởng cho những người mắc bệnh thận. Hơn nữa, trong tép bưởi tươi còn có chứa thành phần như insulin, cũng chính là một loại thực phẩm lý tưởng cho những người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, nếu chúng ta ăn quá nhiều bưởi hay chỉ sai cách, không chỉ làm mất đi chất dinh dưỡng vốn có mà còn biến loại trái cây bổ dưỡng này thành chất kịch độc tàn phá sức khỏe nặng nề, sản sinh bệnh tật và rút ngắn tuổi thọ của con người. Vậy bạn có tò mò muốn tìm hiểu những nguy hại khi ăn bưởi để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mình hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong video quý vị nhé. Dưới đây là những sai lầm chết người khi ăn bưởi mà bạn tuyệt đối tránh mắc phải nếu không muốn bệnh tật đầy người. Sai lầm thứ nhất, ăn bưởi khi uống thuốc. Các chuyên gia về sức khỏe cho rằng những người đang sử dụng thuốc, nhất là người già và trẻ nhỏ, thì không nên ăn bưởi hay uống nước ép bưởi. Đặc biệt, với những người sử dụng thuốc giảm cân, sau đó ăn bưởi hay uống nước ép bưởi sẽ gây nên hiện tượng bị đau cơ, nguy hại đến thận, mắc các bệnh về thận. Người dùng thuốc dị ứng ăn bưởi hay uống nước bưởi cùng một thời điểm sẽ gây chứng đau đầu, loạn nhịp tim. Thậm chí với những người cơ địa yếu có thể dẫn đến đột tử mà không hề biết. Bên cạnh đó, những thành phần không nên kết hợp với bưởi như chất caffeine, canxi đối kháng. Nếu ăn bưởi và uống nước ép bưởi cùng với các loại thuốc có thành phần như trên, trong vòng 24 giờ sẽ gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, khi sử dụng thuốc, bạn nên xem kỹ thành phần của thuốc hay hỏi ý kiến bác sĩ về việc kết hợp của chúng. Sai lầm thứ hai, ăn bưởi khi bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Theo Đông y, bưởi có tính lạnh. Nếu ăn vào khi đang bị tiêu chảy hay đường tiêu hóa kém sẽ khiến bệnh càng trầm trọng hơn. Đối với những người bị nhiệt hay dùng bưởi để hạ nhiệt, nếu dùng quá mức cũng gây nên tác dụng phụ là đau bụng. Sai lầm thứ ba, ăn bưởi khi đói. Bưởi chứa một lượng lớn axit rất lớn. Nếu ăn khi đói, nó sẽ làm hại dạ dày của bạn. Đặc biệt, với những người đang áp dụng kiểu giảm cân với bưởi, những người này thường có ý niệm ăn bưởi khi đói sẽ tăng tác dụng đáng kể. Tuy nhiên, việc giảm cân thì có lợi nhưng lại gây hại nghiêm trọng đến dạ dày. Nhiều người sau khi giảm cân xong lại phải điều trị chứng đau dạ dày hay viêm loét dạ dày. Do đó, bạn chỉ nên ăn bưởi khi đã ăn cơm xong hay một chút gì đó lót dạ. Như vậy, bưởi sẽ phát huy tác dụng cải thiện tiêu hóa của bạn, đồng thời hạn chế việc tăng cholesterol trong máu. Sai lầm thứ tư, ăn bưởi sau khi uống rượu, hút thuốc. Theo các chuyên gia, việc uống rượu và hút thuốc lá cần có khoảng thời gian là 48 tiếng đồng hồ mới nên ăn bưởi hay uống nước bưởi. Lý do là hàm lượng chất pyranocoumarin có trong bưởi sẽ tăng cường sự chuyển hóa của men ruột. Điều này sẽ làm tăng những độc tính của thuốc lá và rượu. Các chất độc được hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn bình thường, đặc biệt là chất nicotine và ethanol. Bên cạnh đó, một lưu ý khi ăn bưởi mà mọi người cần chú ý là không nên ăn bưởi cùng một số thực phẩm, bởi chúng không thể mang lại lợi ích cho con người mà ngược lại còn gây nguy hại cho sức khỏe. Thứ nhất, không ăn bưởi cùng với cua. Bưởi không được ăn cùng với cua. Bưởi và cua nếu muốn ăn cùng nhau thì dạ dày sẽ bị kích thích, đau bụng và nôn mửa. Thứ hai, không ăn bưởi cùng với cà rốt, dưa chuột. Cà rốt hay dưa chuột không được ăn cùng bưởi. Nếu ăn cùng sẽ làm mất giá trị dinh dưỡng của vitamin C có trong bưởi. Thứ ba, không ăn bưởi cùng gan lợn. Gan lợn không được ăn cùng bưởi. Trong gan lợn có chứa chất đồng, kẽm, sắt. Nếu như kết hợp với vitamin C trong bưởi sẽ làm tăng tốc độ oxy hóa kim loại và làm mất giá trị dinh dưỡng vốn có. Các bạn thân mến, không phải ai ăn bưởi cũng sẽ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những nhóm người sau nên tránh xa bưởi nếu không muốn cơ thể gặp phải những vấn đề đáng ngại. Thứ nhất, người bị dạ dày, tá tràng. Trong bưởi chứa hàm lượng lớn chất xơ và vitamin C, người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy không nên ăn bưởi bởi trong bưởi chứa axit. Các chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ợ nóng và khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng, nhất là bưởi chua. Thứ hai, người uống rượu bia, hút thuốc. Những người uống rượu bia hoặc các loại nước uống có chứa ethanol hay đang hút thuốc lá thì không nên ăn bưởi. Vì trong bưởi có chứa chất pyranocoumarin làm tăng men ruột, khiến tăng độc tính của nicotine trong thuốc lá và ethanol trong bia rượu, gây hại cho sức khỏe. Thông thường, phải sau khi uống rượu bia 48 giờ mới nên ăn bưởi. Thứ ba, bệnh nhân tiêu chảy có hệ tiêu hóa kém. Bưởi có tính lạnh, người bị tiêu chảy ăn vào sẽ càng khiến tình trạng thêm nghiêm trọng. Do vậy, nếu trong người yếu thì không nên ăn nhiều bưởi. Thông thường, người ta chỉ dùng bưởi để hạ nhiệt, hạ quá mức cũng sẽ gây ra triệu chứng đau bụng. Thứ tư, người hay bị chân tay lạnh.
Một số người có thể có bàn chân và bàn tay lạnh hơn một cách tự nhiên mà không bao hàm bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Nhưng trong trường hợp này, việc cần làm duy nhất là giữ ấm để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, nếu bàn chân và bàn tay luôn trong tình trạng lạnh quá mức, thậm chí gây khó chịu hoặc đi kèm với một số triệu chứng, chẳng hạn như thay đổi màu sắc ngón tay, đó có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý của cơ thể. Vì vậy, để cải thiện tình trạng này, bạn không nên ăn bưởi, bởi bưởi có tính hàn nên không tốt cho người chân tay lạnh. Quý vị thân mến, nếu như bạn đã nắm rõ những lưu ý trên đây, thì hãy bổ sung những ly nước ép bưởi thơm ngon vào chế độ ăn uống của mình để nhận được vô vàn những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Chưa dừng lại ở đó, việc uống nước ép bưởi thường xuyên còn giúp ngăn ngừa được căn bệnh ung thư quái ác một cách thần kỳ. Hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu những công dụng của nước ép bưởi đối với cơ thể sau đây quý vị nhé. Thứ nhất, tăng cường hệ miễn dịch. Bưởi được biết đến với sự phong phú của hàm lượng vitamin C là một chất chống oxy hóa. Bưởi giúp thúc đẩy các hoạt động của bạch cầu và phá hủy các gốc tự do gây ra thiệt hại cho cơ thể của bạn. Bưởi là một nguồn chính của axit ascorbic liên quan trực tiếp đến việc cải thiện hệ thống miễn dịch. Tiêu thụ bưởi thường xuyên và có kiểm soát giúp bạn chống lại sốt, ho, cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng do virus và vi khuẩn khác. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi do thời tiết, hãy thử ăn một quả bưởi. Cảm giác được bù nước và sảng khoái là điều mà bạn nhận được sau đó mà không cần phải lo dư thừa hay quá tải calo. Thêm vào đó, vitamin C mà bạn hấp thu được từ bưởi giúp duy trì hệ miễn dịch cơ thể khỏe mạnh. Các nhà dinh dưỡng học khẳng định rằng quả bưởi cung cấp khoảng 600% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Lượng vitamin C này có thể mang đến cho bạn một hệ thống miễn dịch tương đối tốt. Thứ hai, phòng chống bệnh thận. Một trong số những trái cây phổ biến ở Việt Nam, bưởi được rất nhiều gia đình ưa chuộng và sử dụng hàng ngày. Nó không chỉ dễ ăn, vị ngọt mát mà còn chứa rất ít calo. Trong loại quả này chứa nhiều vitamin. Đây là vitamin tự nhiên có thể hạn chế quá trình hình thành sỏi ở thận. Nó tăng sức đề kháng, giảm thiểu các bệnh lý liên quan đến rối loạn chức năng thận cho bạn. Ngoài ra, bưởi có một hợp chất có tên là diliomin giúp ngăn ngừa sự hình thành và làm tan sỏi thận. Trong nghiên cứu của tạp chí British Journal of Nutrition, tìm thấy rằng phụ nữ uống nửa lít cho đến một lít nước bưởi mỗi ngày sẽ làm giảm nồng độ pH của nước tiểu, qua đó làm giảm nguy cơ phát triển của bệnh sỏi thận. Vậy nên, những người bị bệnh thận nên thường xuyên ăn bưởi và bổ sung các dưỡng chất có trong bưởi để bảo vệ sức khỏe. Thứ ba, giảm mỡ trong máu. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm thì nhóm người bổ sung bưởi và khẩu phần ăn hàng ngày đã giảm lượng cholesterol một cách đáng kể, còn nhóm không bổ sung bưởi vào khẩu phần ăn thì lượng cholesterol trong máu không hề có dấu hiệu giảm. Bởi trong bưởi có chứa rất nhiều chất xơ, nhiều nước, nhiều vitamin, là chất chống oxy hóa hiệu quả, loại bỏ gốc tự do, có tác dụng hạ huyết áp, giảm mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ bị tăng huyết áp và mỡ máu xấu ở người bị bệnh tiểu đường. Ngoài ra, khi ăn bưởi, bạn cũng nên chú ý lợi ích từ vỏ bưởi. Một trong số tác dụng tốt của vỏ bưởi được nhận ra gần đây, nhưng không phải ai cũng biết, đó chính là vỏ bưởi giúp thải cholesterol trong máu, hạ rối loạn lipid máu, giảm bệnh gan nhiễm mỡ. Theo điều độ, vỏ bưởi chứa hàm lượng lớn tinh dầu và 2,5-3,2% flavonoid hỗ trợ ngăn ngừa oxy hóa hiệu quả. Chất flavonoid có trong vỏ bưởi cũng giúp bảo vệ tế bào gan, lợi mật, hỗ trợ bền thành mạch, công dụng cực kỳ hiệu quả cho những ai bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Thứ tư, tăng cường trao đổi chất. Bưởi rất giàu vitamin C hỗ trợ cải thiện thức ăn của hệ thống trao đổi chất của bạn. Vitamin C điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo và hỗ trợ đốt cháy chất béo. Bưởi cũng chứa nigenin, flavonoid có đặc tính chống oxy hóa tuyệt vời, cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Nigenin giúp giảm mức insulin trong máu, điều này dẫn đến cân bằng lượng đường trong máu và cải thiện sự trao đổi chất. Một nghiên cứu khác được công bố trên tờ Dinh dưỡng và Trao đổi chất năm 2011 cho thấy rằng việc kết hợp chế độ ăn ít calo với một ly nước ép bưởi hoặc một bữa ăn nhẹ của bưởi có tác dụng tích cực trong việc cân bằng năng lượng và giảm cân. Nó cũng có lợi ích hơn đáng kể đối với lipid. Để cải thiện sự trao đổi chất và giảm cân nhanh chóng, bạn hãy ăn nhiều bưởi tươi hoặc uống nước bưởi cùng với ăn cùi của nó. Thứ năm, giải độc gan. Ăn và uống nước ép bưởi mỗi ngày sẽ giúp bạn thanh lọc gan và làm sạch gan. Nhờ đó, bạn có thể chống lại được một số bệnh mãn tính như trầm cảm, đau đầu, mãn tính, cứng cơ. Trong bưởi chứa chất glutathione giúp phân hủy kim loại nặng, hợp chất flavonoid giúp thanh lọc và giải độc gan, ngăn gốc tự do tấn công một cách hiệu quả. Khi đó, gan đẩy những độc tố ra khỏi cơ thể. Như vậy, uống hay ăn bưởi sẽ làm cho ta cảm thấy khỏe khoắn hơn.
những hợp chất trong bưởi giúp đẩy các độc tố nguy hiểm ra khỏi cơ thể. Việc thanh lọc này cho ta một sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn trong công việc. Thứ 6, phòng chống ung thư hiệu quả. Tác dụng của bưởi chính là phòng bệnh ung thư hiệu quả, một trong những căn bệnh đáng sợ mà con người đang lo ngại. Như chúng ta đã biết, trong những múi bưởi có thành phần vitamin C, một chất chống oxy hóa tốt, giảm nguy cơ stress liên quan tới bệnh ung thư. Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng trong bưởi có hợp chất nigelin, hợp chất này có tác dụng chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, trong bưởi còn có thành phần limonoid, chất này có tác dụng thúc đẩy một loại enzyme lên gan, giúp cho độc tố được đẩy ra ngoài nhanh chóng, ngăn ngừa sự hình thành khối u. Mặt khác, trong trái bưởi giàu hợp chất bioflavonoid, nên ăn bưởi có lợi trong việc chống ung thư. Tiêu thụ trực tiếp bưởi giúp ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư đường ruột, vú và tuyến tụy. Nó cũng giúp loại bỏ estrogen dư thừa. Thưa quý vị, với phương châm vật cực, tất phản, chúng ta nên biết cách sử dụng quả bưởi một cách khoa học và cân bằng để có thể phát huy tốt nhất những công dụng phòng bệnh một cách hiệu quả. Chúc các bạn bảo vệ tốt sức khỏe của mình và những người thân trong gia đình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.